Thì, tiếp tục tường thuật đối với không khí mừng Phật đản tại vùng Little Sài Gòn, thì chúng tôi đang có mặt tại Thiền viện Sùng Nghiêm, nằm ở trên đường Magnolia góc với đường Orangewood thuộc thành phố Garden Grove. Ngày hôm nay thì là các tăng ni Phật tử của Thiền viện Trung Sùng Nghiêm tổ chức một cái chương trình lễ Phật đản. Xin mời quý vị theo dõi trong chương trình phóng sự sau đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị ngày hôm nay. Chúng tôi vô cùng hân hoan để được cùng quý vị tới đây để dự lễ Phật đản. Kính thưa quý vị, ngày đại lễ Phật đản hôm nay, chúng ta có đầy đủ duyên lành nên hội họp nhau đây để tri ân và noi gương Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Là những cái gì chúng ta noi gương, cái gì quý vị? Bây giờ tôi nói quý vị nghe nhỉ. Chúng ta đi, đứng, nằm, ngồi, ngủ, nghỉ, làm việc, lúc nào chúng ta cũng thiền hết. Khi thiền ấy thì chúng ta chẳng còn liên hệ gì đến tham sân si hỉ nộ ái ố, mà ngược lại thì tự động là chúng ta có sự thường lạc từ bi hỷ xả thương yêu mà thôi. Đấy, thưa quý vị, thiền là siêu việt đến như vậy. Cho nên thầy của tôi là Zen Master Philip Kaplow đã dạy rằng bất cứ là ở nơi đâu, khi đi đứng, khi nằm ngồi hay là khi làm việc cũng như lúc nghỉ ngơi, chúng ta hãy thắp sáng nơi đó lên. Bất cứ là chúng ta đang làm gì, đi đứng nằm ngồi ngủ nghỉ, làm cái gì chúng ta cũng thắp sáng nơi đó lên. Có nghĩa là làm sao? Không phải là mình bật đèn, không phải là mình thắp nến, không phải là mình bật điện, mà thưa quý vị, thắp sáng ở đây có nghĩa là thiền. Vậy thì hôm nay ngày đại lễ Phật đản, chúng ta cùng thắp nén hương. Chúng ta là những nén hương thanh tịnh nhất để dâng lên trong một phút trong ngày đại lễ Phật đản để tri ân Đức Từ Phụ và noi gương Đức Từ Phụ. Đức Từ Phụ của chúng ta là mỗi bước chân đều là thiền. Đó. Bây giờ cô chân nhiều đâu? Làm ơn chung một phút. Thưa quý vị, chúng ta bắt đầu thiền là làm sao nhé? Tôi nói sơ về cái thiền một chút xíu. Chúng ta để đầu như hư không, để tâm mình như hư không, và chỉ dùng con mắt tâm, tức là cái sự chú ý của mình, cái sự concentrate của mình. Ai niệm Phật thì A Di Đà Phật. Còn ai dùng hơi thở, với con mắt tâm dùng hơi thở để biết hơi thở vào và biết hơi thở ra, nhưng mà chúng ta không phân tích là hơi thở dài hay là hơi thở ngắn, mà chúng ta chỉ chú tâm vào hơi thở đang vào và hơi thở đang ra. Nếu mà chúng ta phân tích ấy, thì nó lại đi vào cái thức tâm phân biệt. Thức tâm phân biệt là có sự sống và sự chết, sự đúng, sự sai, sự phải, sự trái, thì cái đó có sinh tử luân hồi. Cho nên chúng ta là sự chú ý, chúng ta là cái identify, chúng ta là cái sự đang nhận biết hơi thở đang vào và hơi thở đang ra. Chỉ có thế thôi quý vị. Thank you.
đây chiều.